miền bắc đã bắt đầu vào những ngày hè nắng nóng và có lẽ là vào những ngày này thì chúng ta mới hiểu hơn được giá trị của những tán cây xanh nhất là các cây cổ thụ hàng chục năm tuổi tuy nhiên đôi khi chúng ta vẫn buộc phải chặt hạ chúng vì lợi ích chung lớn hơn sau khi những cây cổ thụ ở trên đường láng bị chặt hạ để làm đường sắt trên cao lần này đến lượt hàng loạt cây xanh ở công viên thống nhất hà nội cũng phải chịu chung số phận để phục vụ cho việc giải phóng mặt bằng, xây dựng đường Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, mới đây công ty công viên Thống Nhất đã tiến hành chặt hạ 19 cây xanh, trong đó có nhiều cây cổ thụ với đường kính lớn gần 1 mét. Dự kiến sẽ có tổng cộng là 42 cây xanh bị chặt hạ để mở đường. Theo đơn vị này, thì đây hầu hết là các cây cong, nghiêng, có dấu hiệu sâu mục, không đảm bảo thẩm mỹ và đã hết tuổi trưởng thành. Đặc biệt là những cây xanh này nằm trong công viên nên không thuộc chủng loại cây xanh đô thị. Toàn bộ số gỗ và củi đang được tập kết trong công viên sẽ được thanh lý theo quy định. Dự án đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài có chiều dài 600m, điểm đầu từ nút giao Tô Hiến Thành và kết thúc ở đường Đại Cổ Việt, sát cổng công viên thống nhất.